vào trận nó thì như nó vẫn bị Bacalot. Bacalot, 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 Bacalot. Bacalot of money, Bacalot of bitch, Bacalot. My internet got Bacalot, Bacalot. I fucked a bitch in the pussy, I got Bacalot. Bacalot just disconnected, quick it up. Ê, bạn ơi, bạn ơi, mẹ nó vẫn còn lửa. Nó kịp đáp vào ạ. Hả? Cái phim vẫn nữa. Ha, tao vẫn là một cái vần. Người ta gọi tao là thằng đần. Nhân vật tao thích là thằng dần. Chơi rap chỉ dùng một vần. Mày dùng từ vần rồi. Tao dùng từ vần rồi. Chỉ chó ăn ngon nhất là rồi. Kiếp sống không nhà không... Giọng phải thằng bé đấy. Thì chim tao nào giọng tao thế thì không ra đâu. Sao mày nói to đấy? Tao hơi điếc tai tí. Điếc gì? Tao thấy mày đang hơi nghẹn. Last player standing. Đây đây, tôi bù đắp cho anh em. Nhìn này, nhìn này, nhìn đó, nhìn đó. Đó cái! Tao vẫn nhận là tao kiểu nghiến nghiến uống cà phê rồi. Uống cà phê nhưng mà chỉ tê phê. Không thể ca đâu, tại vì tao bị thiến. Tao tiếc khẩu ốp này luôn. Tao vẫn cầm ốp. Nó ấy luôn kìa. Không bao giờ nói chuyện trên bàn tiệc. Thế cả là bây giờ là đi về. Yeah, đừng có gọi anh trước vì anh ngại giao tiếp. Bây giờ tôi chờ bạn Z này chết xong rồi tôi lấy súng nha. Nó ra đây hiểu không? Bơm lên. Ông bơm nó ở nhà kìa. Đâu chú nó ở nhà mà. Bơm nó ở nhà. Đây trên nhà nó ngồi đi nhớ. Ok 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 ok. Ô đi phiêu kìa. Đi phiêu kìa hiểu ơi. Đi phiêu đi phiêu đây đi phiêu kìa. Ui. Mày ơi mày. Hiếu làm sao đây. Tớ nhặt ra xuống skin. Các bạn phải thông cảm giờ nhá. Em rush mid đây, rush mid, rush mid, chạy thẳng mid luôn. Chúng nó không ngờ đâu. Luôn, lên 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 cả mấy trận thôi, điên là cho tỉnh thương. Sao tao hồi chân mày để mày điên đấy à, lông đen? Tao có donate, tao xin lỗi. Em có thể ở nhà tất cả pha này không? Để tôi lên đội A xong rồi về. Ok, 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 ok. Ôi, chơi đèo hoàng nhá. Chơi đèo hoàng nhá. Sao mày bạn đổi xuống cho tôi phát? Bạn, cái này bạn giữ chặt nhá. Bạn giữ thật chặt nhá. Bạn cầm cho chắc vào. Bạn không có gì phải sợ cả. Thế cả đi không biết chói. Nó chặn tường dọc mày ạ, tao đi qua được, tao béo quá. Hay là bảo ơi. ASMR lộ đít. Tại sao? Thôi mọi người. Ôi. Mình có thể thôi không? Trời ơi, mày ăn gì vậy yêu? Ok, chắc mày đã ăn cái gì khá là cay. Một trong số ít ỏi cái may mắn khi đi học ở Mỹ đấy là nhà vệ sinh nào cũng đẹp. Và không có hồi sinh. Không có hồi sinh. Jokes on you. Tao cầm chai nước đi, tao vẩy một đít. Tao không biết nó hoạt động được. Biết kiểu gì không? Mày lấy cái kim ấy, mày chọc cái đầu. Như kiểu mấy bà tưới rau mà chứ. Mày tưới một đít. Ờ đúng rồi, tao có một cái kiểu tao chỉ có thể tao ỉa được một chỗ quen ấy. Ví dụ tao qua nhà bạn tao chơi, tao không thể nào tao ỉa được ấy. Tao bị ngại ấy. Tao ỉa nhà Phan Hoàng một lần. Mày ỉa nhà tao rồi á? Không phải trong phòng vệ sinh. Hả? Tao vừa vào phát là tao vừa bật cái mic lên và điều đầu tiên tao nghe được là mày ỉa nhà tao, không phải nhà vệ sinh. Bố mày đang ngồi ăn mà bố mày đang ở đấy. Mày cứ ăn tiếp đấy, thằng chó. Bố mày đang ăn đấy. Mày ăn tiếp đấy. Bố mày đang ngồi ăn đấy. Mày cứ ăn đấy. Bố mày vẫn đang ăn đấy. Mày ăn hộ tao cả. Bố mày vẫn đang ăn đấy. Ăn nhiều mà chứ nó khỏe người.
We have something at home. Something at home. Listen up. Bố cũng đéo có buồn thế đâu. Bạn của bố nó cứ bị gai. Tao khi mà ai đó hỏi bố mày là bạn tao à? Tiêu ơi. Hả? Về tôi bạn Tiêu chơi. À. Bạn nói từ Vin xong tôi sẽ nói một từ tiếp theo để ghép hai từ thành có nghĩa. Ok. Vin. Bom. Vin. Mat. Vin. Nói phá hủy mọi quy luật lý. Ví dụ như trọng lượng. Tôi bảo hoàng 0 gram. Cút mẹ. Lại. Rồi, phải cái gì đâu. Đâu quá. Người ta đang đánh ghen. Đã chờ cần mấy anh tranh. Thank you for the gun, man. Thank you very much. I'm sorry for calling you a big. You are not a big. You are a very beautiful big. Em là người sai, lỗi do em, được chưa? Em tệ. Ôi. Không ôi. Tao không nghĩ được. Có con nào nói thế. Có con nào nói thế tao đuổi về. Ôi trời ơi. Cuộc đời. Ơi, what's up? What's up? Sao lại có con đã đặt tên là cuộc đời chỉ để tao mẹ nó thôi. Reyna cẩn thận quay phía nhà mình ấy. Sao mày nhảy? Tao biết đấy đam mê của mày nhưng mà bây giờ không phải lúc. Ok. Sang này, Lucas show với bạn, để tin bạn. Nè. Nghiện còn ngại. Ngại lắm chứ. Xem nữa được không? Ui, tao sẽ không làm mày thất vọng đâu. Mày sẽ làm tao thất vọng. Lỗi quá. Quá xử lý lỗi quá. I wonder why. My uncle said it will be fine. Wow, chào mừng đến một tập tiếp theo của bọn tôi có thể mất dạy được đến mức nào. Darling. Đã đi xa tôi. Em mơ buồn. Darling. Trong mồm em. Chỉ cần ngậm Darling là em. Em sẽ chết nhắm mắt. Đi em đi. Anh ơi. Tập mạnh vào lỗ đi. Mình nhau trong phòng. Lỗ lùn em thấp. Em lắm lùn đấy. Anh hơi dính. Sốt cà chua. Dắt Darling ở đây. Muốn ngậm vào mồm. Dắt Darling nhiều lông thật. Đã thế lại còn to. Dắt Darling trôi trong phòng. Lỡ trôi vào mồm. Dắt Darling ở trong mồm. Có vị cà chua. Wow. Vị sốt cà chua. Từ chảy xuống.
mày nghe quen nhỉ. Darling đang ở trong mồm. Dòng tiếng chung rất ấm. Baby. Mom, can we go see BTS? But we have BTS at home. BTS at home. Cause I'm in the starting up. So watch me beat the fire, say the night around. I'm in the city with a little fucking soul. So I'm gonna light it out my dynamite. Whoa. Em buông tay anh, em buồn buông tay anh. Thôi, ngày đêm cứ loay hoay trong hòn giấc của anh. Anh muốn bú em không? Anh có buông tay em không? Em thì cứ mong chờ buông phút giây được bú người. Một hòn giấy vu vơ cùng làm giấy em thân thờ. Lục tung hòn giấy anh, toàn hòn giấy của anh. Vì em bu giấy anh, chỉ vì muốn bu giấy anh. Hơi ai hòn giấy. Sao mày làm thế với phương đi của tao, con chó. Xíu nữa em đi chơi kì, mình hát cái bài này nhá. Xa là như giấy anh, xa là như giấy anh, xa là như giấy anh. Em cười đôi mắt lìm gì. Thì ra mắt to là thế này. 24/7. Nghĩ đến cũ, nghĩ đến cũ. Thả cũ trôi qua từng khẽ tay. Cho hòn giấy này khẽ bay. Chìm sâu vào trong mồm tao. Xem xong vết đây, nếu thấy nó hay subscribe một phát cho nó bay. Xong phải share ngay, like thêm một phát. Chuẩn công dân tốt nó mới hay. Bật cả thông báo, comment một nhát. Thằng Hiếu nó thấy nó tái ngay. YouTube phải thấy, có nhiều tương tác thì view mới tăng lên hàng ngày. Làm ơn subscribe. Tôi cần làm ơn bấm like. Tôi thèm bú phim.